Thứ tư, tuần thứ tư mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay ông làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp ngã vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó, Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Suy niệm. Má ơi, hai ngón tay con cử động được rồi. Tiếng reo mừng của người thanh niên báo tin cho người mẹ đã 3 tháng nhọc nhằn chăm sóc anh ở bệnh viện. Người mẹ ứa nước mắt, vui mừng nhìn bàn tay của con mình. Lòng bà lại xen cả cảm giác buồn tủi, vì người con bây giờ mới biết quý một cử động của bàn tay mà trước đây nó không biết nghe lời mẹ để làm việc tốt lành. Có những khách du lịch rất vất vả đến để chiêm ngắm cảnh vật sông núi Việt Nam, còn người Việt Nam thì phá hoại núi rừng, làm ô nhiễm sông biển, không chút xót xa. Có thể do tâm lý được thụ hưởng quá nhiều, không còn biết giá trị của điều mình đang có. Chỉ khi mất đi rồi, ta mới thấy tiếc nuối. Lúc đó điều quý giá đã không còn, hay ta không còn khả năng đón nhận. Có những bệnh nhân trẻ đã tiếc nuối tuổi đời phung phí. Họ ước gì được sức khỏe trở lại và sống cho có ý nghĩa, nhưng đã hết cơ hội. Tâm lý thường này cũng đe dọa cả trong đời sống đức tin và ơn thánh. Chúa Giêsu đến giữa nhân loại, sống chia sẻ thân phận con người. Thay vì reo vui dâng lời cảm tạ, con người lại coi khinh xem thường. Có những người ngoại giáo nghiêm trang khi vào nhà thờ Công giáo, còn người Công giáo lại có thái độ thiếu tin tưởng, cung kính. Người lương biết lạy trời, vái đất, còn người con Chúa thì không biết thờ phượng Chúa cho phải đạo làm con. Người đời tìm học lời khôn ngoan của các bậc hiền triết, còn người Công giáo lại không tha thiết với lời của tin mừng, lời đưa đến sự sống đời đời. Thiên Chúa bị khinh rẻ nơi chính những người có đạo. Hôm nay Chúa cũng bị chính những người cùng quê hương khai trừ. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã đến chia sẻ phận làm người như chúng con, để nâng chúng con lên làm con Thiên Chúa. Chúa dạy dỗ và hướng dẫn chúng con khi ban cho chúng con lề luật thánh, các bí tích, lời Chúa, nhưng chúng con đã nhiều lần khinh rẻ, không lưu tâm. Xin giúp chúng con biết yêu mến và quý trọng ân phúc Chúa ban khi sốt sắng tham dự và cử hành các mầu nhiệm thánh. Amen.